giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi em trông anh ung dung bên thềm nhà. Kìa tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin một xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi rồi. Rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng nồng non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi em trông anh ung dung bên thềm nhà. Kìa tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa của xuân tươi rồi anh đây mùa xuân về. Xa vời cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa của xuân tươi rồi. Xin được cảm ơn Hương Tràm, Hồ Quang Hiếu và một nhóm bè hoành tráng đến như thế, mang lại một tiết mục rất là ấn tượng cho chương trình. Bây giờ mình nói về cái lời chúc thì cũng phải nói đến một tí về cái luật lệ của nó. Theo cái sự nghiên cứu của tôi thì cái lời chúc đầu tiên chúng ta phải tính cái luật là về cái ngày chúc. Tại vì ông bà xưa có một cái câu mà tới bây giờ mình vẫn truyền nhau là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 mới Tết thầy. Vậy là có 3 người được chúc thôi, còn lại anh em chị em trong gia đình là thôi dẹp sang bên. Cái này không phải là chỉ có ba mẹ với thầy là được chúc không, mà mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy là sao? Thì là đối với những cái gia đình nào mà đông anh chị em thì bên nội là người ta, mùng 1 đó là gọi là Tết cha, là mình chỉ dành cho bên nội.
Là sau đó là mùng 2 là dành cho bên ngoại là bên mẹ, rồi mùng 3 mới là đi chúc tới thầy cô, mùng 4 trở đi bạn bè và đối tác. Đó. Vậy là ba cái mùng quan trọng nhất là dành cho ba đối tượng quan trọng nhất. Đúng rồi. Nhưng mà Hải nghĩ rằng là một cái điều, một cái quy luật mà quan trọng nữa đó chính là nội dung chúc. Chúng ta vẫn nghĩ là chúc những lời hay ý đẹp, nhưng mà chưa chắc là ai cũng có duyên để gửi cái lời chúc mà để cho cái đối tượng người ta muốn nghe, người ta cảm thấy hài lòng. Tùy vào một cái đối tượng nào đó mình sẽ gửi đến cho họ cái lời chúc nào mà phù hợp với cái lứa tuổi và cái nhu cầu của họ. Chứ không nhẽ bây giờ mình gặp ông bà mình chúc là chúc ông bà sang năm làm ăn thành công phát đạt, cũng không có được, đúng không? Không liên quan. Ông bà là phải sức khỏe rồi. Đấy. Còn đối tượng mà làm ăn là những người mà đã trưởng thành. Còn những người mà ví dụ con cháu thì mình sẽ chúc là học giỏi. Đấy. Nhiều khi người ta cứ nghĩ là cái lời chúc thì chúc sao cũng được, nhưng mà chúc sai đối tượng thì nghĩa là vô nghĩa đấy. Đấy, bây giờ thì Hà nhìn tôi đi, Hà nghĩ là bây giờ tôi cần lời chúc như thế nào? Thì tôi chúc ông hạnh phúc đó. Cái chuyện gì vừa xảy ra cuối năm vừa rồi, đúng không? Cảm ơn. Ừ. Giờ nhìn Hà chúc lại nè. Ừ. Chúc Hồ Ngọc Hà bước lên báo. À, mà nói cái này thì nó lại ra thêm một cái ý này rất là hay. Đúng. Thưa quý vị, nó lại là nằm trong cái luật chúc. Là người ta thường á sẽ không có nhắc lại cái lỗi lầm của nhau, hay là nhắc lại những cái chuyện không có hay của nhau. Đó. Chúc Hà năm sau là được mọi người yêu mến nè, có những cái bài báo hay viết về Hà nè. Chứ không có ai nói là chúc Hà hồi năm sau bớt bị người này chửi, bớt bị người kia chửi, hay là chúc năm sau con bớt học ngu lại. Không ai chúc vậy hết. Và đó cũng là cái luật mà Hà nghĩ rằng là mọi người cũng nên lưu ý và đáng nhớ đó. Giờ còn một cái luật cuối cùng nữa là cái tâm khi chúc. Cái này cũng là vô cùng quan trọng. Bởi vì ví dụ như mà năm mới nhiều sức khỏe nhá, xong quay mặt đi chỗ khác thì chắc chết. Mình sẽ cảm thấy bị xúc phạm vô cùng ấy. Đấy. Đúng không? Nghĩa là thà thôi đừng có nói gì còn hơn. Chúc á, nó có một cái gì đó mình cảm giác nó hơi linh thiêng, nó hơi thành tâm tí xíu. Vì vậy khi chúc đầu ngẩng cao, mắt nhìn sâu thẳng vào ánh mắt người đối diện, nếu được cầm tay người ta lên, nói nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ nghe để tránh tổn thương vào màng nhĩ, các lời nói nhẹ nhàng, phát âm tròn vành rõ chữ, người ta gọi là tempo vừa phải. Tempo vừa phải để người nghe được nghe rõ và nhận thông tin, nhắc phải đúng câu, xuống hàng nhớ gạch đầu dòng đó. Thực ra là Hà vẫn luôn luôn dạy con của mình là chúc chân thành nhất và nhưng mà lại lễ phép nhất. Thưa quý vị, rõ ràng là cái lời chúc á, nó cũng giống như một cái nét văn hóa, chúng ta phải để ý để làm sao cái lời chúc nó mang đến cái sự cát lợi và may mắn là chính. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất đời nhau, cũng giống như ý nghĩa của những lời chúc. Đoạn ca xuân, thưa quý vị, bài hát này sẽ được kết hợp bởi hai giọng ca cũng hoàn toàn trái ngược nhau về màu sắc. Một người á là chuyên trị dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng, còn một người á thì nhạc ngoại quốc và nhạc rock. Hai cá tính này sẽ kết hợp như thế nào? Mời quý vị cùng gặp gỡ Minh Thư và Uyên Trang.